Này mấy anh ăn no rồi. Rồi xong. Rồi xong. Chuyện xui gũi chắc tôi muốn bà ơi. Ok. Gì vậy? Cầm con dao xin đường anh em ạ. À. Cầm con dao ông xin đường vậy nè. Má ghê được chứ. Ok, hello anh em. Thì lại là mình đây. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của mình nha. Ngày hôm nay mình đổi xe anh em, đi xe chia nhiều quá cũng hơi chán chán. Thành ra nay mình đổi Vario đi tour một bữa nha anh em. Ồ, hôm nay trời mát quá. Trời này mà đi tour là hết bài luôn á anh em. Thì bữa nay mình đi Sài Gòn tiếp anh em ơi. Mình hay đi từ quê của mình lên Sài Gòn để giao đồ anh em. Thì quê của mình là ở Tiền Giang. Lên Sài Gòn tầm 100 cây anh em. Đi về thì 200 cây. Mình chạy lên mình giao hàng rồi mình lấy hàng về. Anh em nào mà xem clip của mình nhiều thì cũng biết là mình quay hay quay đi khúc Tiền Giang Sài Gòn là tại vì ngày nào mình cũng đi á. Lúc trước à, còn giờ thì hàng ít rồi. Bây giờ một tuần mình đi chừng 2-3 lần à. Lúc trước có tuần mình đi full tuần luôn. Là ngày nào cũng mình cũng lên Sài Gòn, sau đó mình chạy về 200 cây, 300 cây bình thường. Wow, quay go mạnh thiệt anh em à. Lâu lâu mới chạy. Xe này mình cất nhà không à. Thì con này cũng lâu rồi mình chưa thay nhớt à. Sẵn đây, sẵn đi Sài Gòn mình ghé chỗ tiệm quen mình thay nhớt luôn anh em ơi. Mình mới sắm cái mic để làm lóc cho anh em nghe nó dễ chịu hơn. Không biết anh em nghe cái âm thanh mà mình nói chuyện nó có bị gà hay là bị gió hay gì không. Thì anh em comment dưới cho mình biết nha. Trời này cũng có thể mưa nữa nè anh em, mát mát nha. Hy vọng là đừng có mưa. Lâu lâu mình đổi sang tay ga chạy êm thiệt anh em ạ. À. Không cần phải mà bóp sơ, bóp côn hay là vô số. Chỉ cần ngồi lên ga thôi là chạy. Xuống. Sao nó nghiêng dữ vậy? Chắc không sao đâu. Tính nhát mà thấy cũng không nghiêng lắm cho nên... ghé thay nhớt anh em ơi. Thay nhớt em. Âm sôi đi. Ủa dây yên nó bấm lại tầm nhiêu lắm. Dây yên nghe nếu thầy bấm lại tầm nhiêu. Ba công là 300 là luôn công. Dạ. Yeah. Trời cổ bô luôn. 200 cái cổ bô. Rồi cảm ơn anh. Chừng 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 em muốn. Ok. Xong rồi giờ bào lên Sài Gòn anh em ơi. Trời. Nhớt mới đúng em luôn em. Mượt. Nghe tiếng máy nó khác liền. Mình thấy cái kèo này là kiểu gì hồi cũng mắc mưa à, anh em ơi. Đi tour mà ngại nhất là mắc mưa. Xe này chở cỏ nhân tạo làm sân banh nè. Lên cũng không nổi luôn. Ok, mới thay nhớt xong để làm thử một cái nha anh em. Nãy chưa thay nhớ là kéo lâu lên lắm. Trăm lẻ bảy. Lên tầm 105 rồi anh em.
xe này chắc cũng tuột nồi rồi, đi được 44.000 cây rồi. Ok, tới địa phận của Long An rồi anh em. Thì bên kia là Tiến Chánh, anh em nào mà muốn đi nhanh thì đi ngoài Tiến Chánh nó cũng được. Nó trống, đường nó trống chứ nó rộng lắm. Còn đi trong thành phố này cũng vậy à. Tại vì hai bên nó thẳng nhau á. Bên kia Tiến Chánh cho mấy xe lớn nó tránh vô thành phố thôi. Chạy trong này thì cũng rộng thoải mái, nhưng mà có điều sợ giao thông mất tốc độ thôi. Ở ngoài kia mình đi nhiều thì ít thấy lắm. Ít thấy giao thông lắm anh em. Trong này thì anh em chạy chậm chậm xíu, lâu lâu cũng có bị bắn tốc độ. Ok, thì tới địa phận thành phố Hồ Chí Minh rồi anh em. Chỗ này thường thường cũng hay có mấy anh đứng lắm. Lúc trước là mấy anh hay đứng ngay đầu đây nè. Đó, ngay chỗ tiệm này nè, VinFast. Lúc trước là mấy anh hay đón đó. Dưới quê đó là lẫm liên. Nắng lên rồi anh em, nãy mình nhìn mình tưởng đâu là trời hướng Sài Gòn mưa không à. Ai về chạy một hồi nắng nó lên luôn rồi. Ủa gà, trời ơi. Tí nữa. Ok. Gì vậy? Cầm con dao xin đường anh em à. Ông cầm con dao ông xin đường vậy nè. Má ghê được chứ. Thì trên này cũng có chốt giao thông nữa nè anh em. Bình thường là bạn hay đứng sau lưng cái đèn xanh đỏ này nè. Và nãy giờ là chỉ anh em được hai chốt rồi đó. Còn cái đèn xanh đỏ trên kia nữa là một chốt nữa. Anh em mà cứ lên thành phố từ miền Tây mình lên thì cứ để ý, là tại vì bạn hay đứng phía sau cái đèn xanh đèn đỏ lắm. Bởi vì nó rất là dễ bắt anh em mà đậu đèn đỏ là ra bắt. Hoặc là anh em vừa hết đèn đỏ thì anh em chạy đèo qua nó chậm á, là anh em dễ bị lụm lắm. Nên là mình cứ để ý mấy chỗ mà mấy sau lưng mấy cái đèn đỏ là mấy ảnh hay đứng lắm. Còn mình đi quen rồi mình biết hết chốt luôn anh em. Từ chốt Bình Chánh cho tới chốt An Lạc rồi Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, rồi là mình biết chốt mà anh đứng hết rồi. Nên là mình đi cũng tự tin lắm anh em. Thì tới đây là mình quẹo đi hướng Chợ Đệm anh em. Mình đi hướng Chợ Đệm, tâm ra cầu vượt Hương Lộ 2 á anh em. Thì đi đường trong này nó đỡ kẹt xe khúc cầu Bình Điền. Với lại mình đi hướng về Hóc Môn cho nên là đi đường này nó thuận tiện hơn. Đường ngoài kia nhiều khi thủy triều lên nó ngập. Mưa lớn xíu nó cũng ngập nữa. Dễ chết máy lắm. Kiếm chỗ nào đổ xăng cái anh em ơi. Chạy xe mà vượt đường đỏ. Ui hết xăng luôn rồi. Cạn bình luôn rồi. Không biết trên này có cái cây xăng nào không. Tiêu rồi anh em ơi. Thường thì mình đi mình nhớ là hình như là ở bên này nó ít cây xăng lắm anh em. Nãy giờ nó chớp chớp luôn rồi. Nãy giờ mình quên đổ nữa. Cái này chắc hồi vẫn bộ quá. Hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Nãy giờ mới thấy được một anh giao thông. Lấm, ngược chiều. Chạy ngược chiều mà mấy anh không lụm luôn. Này mấy anh ăn no rồi.
Rồi xong. Rồi xong. Chuyện xui gũi chắc tôi muốn bà ơi. Giờ tới mình nè, chuẩn bị xui gũi hết xăng nè. Nữa rồi, thêm chốt nữa anh em ơi. Thấy không? Thấy cái bóng vàng vàng chứ còn gì nữa. Mấy anh nữa rồi. Ê đừng làm gì nha, em có camera rồi nha anh trai. Chuyện xui gũi chắc tôi muốn bà ơi. Okay, thì clip của mình cũng xin tích kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã xem. Anh em nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình ra thêm nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn anh em, bye bye.